Không em. Vậy hả? Nếu vậy bữa nào chốt cái combo này đi, chốt combo này kèm combi á, một chai này kèm hai gói combi anh pha được 2 phi 400 lít á, xài ok lắm anh Phương ơi. Còn sản phẩm nào khác nữa không? Ví dụ như anh mới vừa nhúng mắt cua thì anh có thể xài bo sữa này. Một là anh lấy cái chai Kalaji anh chia làm 3 phi. Còn nếu không á, thì anh lấy chai bo sữa này anh xịt 2 phi. Chai bo sữa này là bo của Mỹ luôn á anh Vũ. Chai bo này bo của Mỹ xài nó rất là ok nha. Nó cũng hỗ trợ đậu trái cho mình rất là ok luôn. Nói chung là cái giai đoạn bông á, nguyên tố canxi, bo và kẽm nó rất là cần thiết. Đó. Cái hàng này thì chuyên bo luôn. Bo của Mỹ đàng hoàng nha, nguyên liệu của Mỹ. Chai này 85k thôi, mình pha được 2 phi á. Anh Vũ, chai này. Thành phần energy là gì em? Thành phần của nó là lân, hữu cơ, đạm và